Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các anh chị về kiến thức về Corel. Thì ở bài này mình sẽ chia sẻ về cái công cụ tô màu chuyển sắc. Tô màu chuyển sắc được hiểu là từ một cái màu đậm chuyển sang màu lợt gọi là tô màu chuyển sắc. Thì ở trong Corel để tô màu chuyển sắc thì người ta thường áp dụng trong tất cả các sử dụng cái tô màu này rất là nhiều. Hầu như là ở cái phần nào người ta cũng sử dụng, đặc biệt là trong những cái anh chị mà thường làm trong phần thiết kế logo hay là nhận diện thương hiệu đó, thì tô màu chuyển sắc là một trong những cái công cụ mà sử dụng rất là thường xuyên và làm cho cái bảng logo chúng ta hoặc là cái bảng thiết kế chúng ta trở nên nổi bật hơn. Thì để tô màu chuyển sắc, các anh chị nhìn vào phía bên trái của thanh hộp công cụ đó, các anh chị sẽ ở phía dưới đó, các anh chị sẽ thấy một cái biểu tượng của cái thùng sơn một cái thùng sơn nó đang bị đổ ra, hoặc là các anh chị sẽ đưa con chuột vào, các anh chị sẽ thấy nó hiện ra cái dòng chữ là Interactive Fill Tool, tức là phím tắt của nó là phím G trên bàn phím. Các anh chị bấm phím tắt thì nó cũng sẽ ra. Thì khi các anh chị muốn tô màu chuyển sắc thì các chị lít vào trong cái thùng sơn đây, cái biểu tượng thùng sơn đây. Thì ở trên thanh thuộc tính nó sẽ hiện ra các chức năng của cái tô màu chuyển sắc. Thì khi để tô màu chuyển sắc thì các anh chị chọn vào trong cái Photo Fill, thì các anh chị lít vào thì các anh chị sẽ thấy đây là một cái dải màu từ màu đậm chuyển sang màu lợt, từ màu đen chuyển sang màu trắng. Và để chúng ta thay đổi màu chuyển sắc thì các anh chị lít vào ở trong cái phần ô vuông nè, các anh chị thấy đây là ô vuông màu đen và đây ô vuông màu trắng, thì các anh chị có thể thay đổi màu của nó các anh chị bằng cách các anh chị lít vào trong cái ô vuông và sau đó các anh chị sổ xuống phần này thì nó có quy cái bảng màu, hoặc là các anh chị nếu mà đã rành về màu sắc thì các anh chị có thể là chuyển đổi trong các thông số màu ở CMYK, hoặc là các anh chị muốn lấy ở một cái màu đó bất kỳ thì các anh chị sử dụng cái cây bút hút mực, chúng ta sẽ hút ví dụ như chúng ta sẽ muốn lấy cái màu xanh thì các anh chị sẽ hút vào màu xanh. Còn nếu các anh chị muốn đổi, nếu các anh chị muốn đổi cái vùng màu trắng thành một màu khác thì các chị cũng làm tương tự, các anh chị lít vào thì nó cũng sẽ hiện ra một cái bảng. Ở đây hiện tại đang là tô màu trắng thì các anh chị có thể tô một cái màu nào đó bằng cái bút hút mực hoặc là chọn mục trực tiếp ở trên, thì các anh chị sẽ thấy cái bảng màu chuyển sắc nó sẽ thay đổi theo cái màu của chúng ta đã thay đổi. Thì để tăng thêm điểm cho cái màu chuyển sắc thì các anh chị thấy ở trên cái trong cái lúc mà từ chuyển màu xanh qua màu vàng thì các anh chị sẽ thấy một cái đường và nó có cái mũi tên ở phía giữa, ở chính giữa nó có một cái thanh màu trắng, tức là cái thanh di chuyển độ chuyển sắc của nó tùy theo. Nếu mà các anh chị kéo về cái màu chủ thì cái màu vàng nó sẽ lấn át qua cái màu ở phía màu gốc ví dụ đây thì các anh chị sẽ thấy nè. Còn nếu các anh chị kéo về phía màu vàng thì cái màu xanh nó sẽ chiếm chuyển nhiều hơn và ở chính phần tâm giữa, tức là cái độ hài hòa của nó sẽ thể hiện sự độ hài hòa nhiều hơn. Còn các anh chị muốn thêm màu, ví dụ các anh chị không muốn màu xanh và màu vàng, các anh chị muốn thêm một cái màu chuyển sắc nó nằm một phần trong phần này, thì các anh chị đưa con chỏ chuột trên vào trên cái thanh lằn nè thì các anh chị sẽ thấy lúc này cái mũi tên nó sẽ chuyển thành hình vuông, hình chữ thập và nó có bốn mũi tên, thì anh chị lít trái chuột hai cái trên đây thì nó sẽ tạo ra thêm một điểm chuyển sắc cho tất cả các anh chị. Thì để thay màu thì các anh chị cũng bằng hình thức chúng ta lít vào trong hiện tượng chữ vuông này và sau đó chúng ta sổ xuống, chúng ta có thể sử dụng bảng màu hoặc là bút hút mực chúng ta sẽ chọn. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy là nó sẽ hiện ra thêm một cái màu, tức là thêm một cái màu cam nữa. Để tăng thêm điểm màu thì các anh chị cứ đưa vào đây, các anh chị có thể lít nhiều điểm màu khác nhau cho nó. Các anh chị thấy là khi chúng ta đổi màu thì nó sẽ màu chuyển sắc của nó sẽ thay đổi theo nó sẽ thay đổi theo nè thì ở phía bên đây thước này các anh chị sẽ thấy nè, đây là cái độ tăng màu ở trong cái bảng màu của trong hộp thanh thuộc tính này. Chúng ta có thể thay đổi thêm cho bảng màu cho nó được hài hòa. Thì khi mà chúng ta tô màu chuyển sắc thì các anh chị sẽ thấy là khi mà lúc lít vào hộp cái biểu tượng của công cụ chuyển sắc thì các anh chị sẽ thấy ở đây nó sẽ hiện ra các chức năng, còn đây nó sẽ có các cái chức năng chuyển sắc của nó. Ví dụ khi ở cái mặc định này thì các anh chị sẽ thấy nó nằm ở phần liner photo tool. Còn nếu các anh chị muốn ở chuyển sắc ở cái dạng mà hình tâm, tức là chuyển sắc theo dạng hình tròn, thì các anh chị vào trong cái ellipse, tức là hình tròn hình ellipse và triangle, thì các
thì các anh chị lướt vào thì ở đây các anh chị sẽ thấy là cái bảng màu chuyển sắc của nó sẽ chuyển ra theo dạng hình tâm. Để chúng ta bỏ màu chuyển sắc, bỏ cái điểm màu chuyển sắc thì các anh chị lướt vào hai cái thì nó sẽ bỏ cái màu chuyển sắc. Thì đây các anh chị sẽ thấy đây là cái tô màu chuyển sắc nó thực dạng hình tâm, dạng hình tròn đó, dạng hình tròn. Rồi các anh chị kéo ra, kéo càng bự ra thì cái chuyển sắc nó càng ăn ra. Và nếu các anh chị thu vào thì nó sẽ ăn vào. Thì ở đây nó có độ chuyển sắc và cái mũi tên này nó có thể di chuyển. Nếu các anh chị kéo thêm hình clip thì ha, thì các anh chị sẽ thấy đây là những cái vùng nó sẽ theo cái hướng cái mũi tên này, cái màu chuyển sắc nó sẽ theo cái hướng mũi tên này. Các anh chị muốn xoay đi đâu, muốn chuyển sắc nó về cái vệt hướng nào thì nó sẽ chuyển theo cái vệt của hướng đó. Đây là dạng hình tròn. Khi các anh chị đưa chảo chuột qua phần conical, tức là nó sẽ chuyển sắc theo cái dạng hình quạt. Đây các anh chị sẽ thấy theo dạng hình quạt. Thì khi mà để cái phần ellipse với lại phần hình quạt này mà các anh chị muốn thay đổi cái điểm nút, muốn thay đổi cái điểm nút của nó hoặc là điểm nút thêm màu, thì các anh chị lít theo cái hình tròn này nè. Đó, các anh chị lít theo hình tròn này nó sẽ có những cái điểm màu. Đó, nó sẽ có những cái điểm màu ha. Đó. Còn nếu mà các anh chị muốn bỏ thì các anh chị lít hai cái vào, các anh chị sẽ bỏ nó sẽ thêm. Đây là nó dạng tô theo hình quạt. Và cái này nó áp dụng thường vào trong những cái phần mà tô cánh hoa đó, tô cánh hoa theo hình quạt. Còn đối với cái mục thứ tư đó là cái mục của cái phần rectangle, tức là đây nó giống như là theo cái hình tia sáng. Đây các anh chị thấy nó giống như hình tia sáng ha. Hình tia sáng. À các anh chị cứ kéo, tức là cái này khi mà đó nó sẽ là trở thành cái hình vuông ha. Chúng ta có thể thay chúng ta chọn điểm màu ở trên cái thanh màu thôi nha. Nó không được chọn ở trong hình vuông, chỉ có cái phần mà ellipse với cái phần conical thì các bạn sẽ chọn điểm màu trên một tròn. Nhưng mà đối với hai cái chức năng còn lại thì các bạn và các anh chị sẽ chọn điểm màu ở trên cái đường theo hướng mũi tên của nó thì nó sẽ ra. Đó là cái dạng tô màu chuyển sắc. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng cái phần tô màu chuyển sắc vào trong cái vẽ cái logo này. Thì vậy là cái logo theo dạng hình tròn. Thì dạng hình tròn thế này. Thì các anh chị để vẽ hình tròn thì các anh chị cũng sử dụng công cụ Ellipse Tool ha. Các anh chị giữ phím Ctrl trên bàn phím và giữ trái chuột kéo thì nó sẽ ra hình tròn cân đối. Và sau đó các anh chị đưa trái chuột vào trong cái phần tâm này, các anh chị kéo ra. Giữ trái chuột kéo ra và đồng thời lít phải chuột. Và đồng thời lít phải chuột nha. Đồng thời lít phải chuột thế này. Thì chúng ta sẽ được thêm một hình nữa và sau đó chúng ta sẽ cân đối. Thì lúc có thể là các anh chị sẽ kéo ra thì có thể nó bị lệch như thế này. Các anh chị cân đối bằng quét khối hai đối tượng ha. Các anh chị bấm chữ T trên bàn phím thì nó sẽ cân ở phần ở trên thế này. Rồi sau đó các anh chị quét khối hai đối tượng, hai hình tròn vừa vẽ, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh trim để chúng ta sẽ cắt cái hình phía dưới. Và sau đó chúng ta sẽ áp dụng vào tô màu chuyển sắc cho cái đối tượng vừa vẽ. Thì chúng ta sẽ vào thùng sơn ha. Chúng ta đưa vào trong cái phần Photo Tool. Sau đó chúng ta có thể là di chuyển. Chúng ta di chuyển cái góc này tới cái phần này. Nếu các anh chị mà di chuyển ra ngoài thì nó sẽ lợt dần về phía này hơn ha. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái vườn viền, bỏ đường viền cho đối tượng là chúng ta lít vào trong dấu nhân ở trên cái hộp màu này. Chúng ta lít phải chuột thì bỏ đường viền. Sau đó chúng ta sẽ copy thêm một cái để chúng ta sẽ làm cái viền ngoài nè. Chúng ta sẽ có viền ngoài như thế này để làm cho cái logo nó nổi lên. Thì các anh chị cũng giữ trái chuột kéo cái đối tượng qua một bên và sau đó các anh chị lít phải chuột thì chúng ta sẽ có được một cái phần ở phía dưới nữa. Thì để chúng ta tô màu chuyển sắc cho phần phía dưới ngược lại thì nó sẽ hiện nổi lên. Thì các anh chị lít vào đối tượng phía dưới ha. Các anh chị chọn vào thùng sơn nè thì nó sẽ hiện ra. Thì nó sẽ hiện ra cái tô màu chuyển sắc. Thì các anh chị bây giờ các anh chị kéo đổi ngược màu lại. Bây chúng ta sẽ kéo đổi ngược lại là cái màu đen nó xuống dưới và cái màu trắng lên trên lại. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái đối tượng. Nó sẽ có nhìn nó sẽ nổi lên đúng không? Tức là tô màu chuyển sắc giữa hai cái mà đối lập nhau thì nó cho ra một cái đối tượng nó sẽ nổi lên. Rồi sau đó chúng các anh chị và các bạn sẽ rút hai cái đối tượng này lại. Rút hai đối tượng này lại và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh transform. Sử dụng cái lệnh transform nha. Thì
Các anh chị vào trong cái phần writer ha, writer là vòng xoay. Thì các anh chị sẽ trên cái tọa độ xoay, thì các anh chị khi mà các chị vẽ thì các chị có thể là cân đối coi thử lúc nào mà cho nó phù hợp, cho nó vào nó khớp. Thì đây mình sẽ chọn là 72. Thì các anh chị sẽ copy qua, thì cái hình nó sẽ như thế này. Sau đó các anh chị nắm, các anh chị kéo, các anh chị đưa vào trong cái phần này nè. Nếu mà các anh chị thấy chưa cân thì các anh chị copy lại. Ở đây có thể là 70, tùy theo trong quá trình mình vẽ nó sẽ có cái sự thay đổi. Nó có sự chệch choạch với nhau ha. Thì khi mà các anh chị đưa vào, nếu các anh chị thấy mà nó đã khớp rồi thì các anh chị thấy là ok, thì các anh chị giữ theo cái tọa độ đó các anh chị ấy. Thì đây là chúng ta đưa vào được rồi, thì chúng ta sẽ chọn theo cái tọa độ 70. Sau đó các anh chị copy thêm một cái nữa, chúng ta đưa qua và chúng ta sẽ căn chỉnh. Sau đó tiếp tục copy và đưa lên. Thì trong quá trình vẽ thì các anh chị có thể là cân đối cho nó cái này nè, giữa cái điểm, những cái điểm này là khi nó khớp nhau với nhau á, thì khi nó đưa ra thì nó sẽ cho khớp. Nếu mà chúng ta cân ở đối tượng, bây giờ các anh chị thấy nó hơi còn lỏng chỏng đúng không? Nếu mà chúng ta cân đối tượng mà nó vừa vừa đẹp, nó vừa nằm, nó vừa đúng ở trong cái phần khi mà đưa vào nè. Các anh chị thấy nè, đưa khi mà đưa vào. Nếu mà nó khớp với nhau, nó khớp đều vậy thì các anh chị khi mà copy tất cả cái đối tượng kia thì nó sẽ khớp với nhau luôn. Đây, bây giờ các anh chị sẽ thấy khớp không? Hồi nãy mình sử dụng 70 ha. Thì nó sẽ không khớp, bây giờ mình sử dụng 73, 72 thì đó. Thì trong quá trình làm thì các anh chị có thể cân làm sao cho nó vừa đẹp là các anh chị bắt đầu các chị áp dụng luôn. Cái tô màu chuyển sắc này hầu như là khi mà các anh chị làm trong quá trình các bạn thiết kế thì các chị hay sử dụng rất là nhiều. Do đó các anh chị hãy cố gắng thực tập, có thể lên trên Google các anh chị download những logo, sau đó về các anh chị vẽ, cũng có thể là áp dụng trong cái phần này thôi. Thì đa số là khi mà vẽ thì do cái ý tưởng của mọi người và cái hình dung, cái cách vẽ của mọi người. Chúng ta cũng áp dụng tất cả các phương thức cơ bản ở trong Corel và sau đó chúng ta vẽ ra. Thì mỗi người có một ý tưởng, thì không có thể nào mà ví dụ như chỉ các anh chị vẽ đẹp, vẽ có logo đẹp là như thế nào hết. Do đó mỗi người một ý tưởng, mỗi người cách pha màu khác nhau. Do đó các anh chị hãy tự vận dụng và để tốt hơn thì các anh chị nên thực tập thường xuyên, thì mình nghĩ nó sẽ nhuyễn tay nghề cho tất cả các anh chị hơn. Trong quá trình làm thì các anh chị cũng có thể là áp dụng tô màu cho nhiều đối tượng khác nhau, cho cái nhiều màu khác nhau để các anh chị có thể dễ hình dung hơn. Thì các anh chị có thể là đổi, ví dụ như chúng ta sẽ đổi là màu đỏ, màu vàng gì đó để chúng ta sẽ có hình dung hơn được là cái cách mà chúng ta sẽ làm, và cái thao tác của mình nó sẽ nhuần nhuyễn hơn, sẽ giúp cho chúng ta là hình dung được và quen tay trong quá trình thiết kế. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ đổi màu ha. Chúng ta có thể là tận dụng thêm, chúng ta có thể là thêm các nốt màu bằng cách thêm các nốt màu vào. Ví dụ đây thì các anh chị cũng có thể là thêm các nốt màu vào. Rồi sau đó chúng ta cũng làm lại các cái thao tác như lúc trước, và các anh chị cứ thực hành cho nó nhiều vào, thì trong năm sau này các anh chị làm nó rất là quen tay, và khi các anh chị thiết kế một cái file gì nó rất là mau ha. Thì trong tất cả các dịch vụ mà chúng ta làm thì đa số là các anh chị sẽ, thứ nhất là các anh chị có thể là thiết kế logo nè, thứ hai các anh chị có thể là thiết kế nem cạc, những cái đơn giản, thiết kế bì thư, những cái bì thư đơn giản, và sau đó chúng ta sẽ step thiết kế cái phần catalog hoặc là những cái tờ rơi này đó. Thì các anh chị cũng có thể là thay đổi màu cho nó để trong quá trình chúng ta làm. Rồi phần chia sẻ video về tô màu chuyển sắc trên Corel đến đây là kết thúc. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn và các anh chị mới tiếp cận với Corel, sẽ hình dung được và sẽ thao tác thực hiện dễ dàng hơn. Và mình hy vọng các anh chị và các bạn hãy cố gắng ôn lại những cái phần trước
mà mình đã chia sẻ, và cộng thêm những cái phần này, các anh chị có thể là lên Google, các anh chị search những cái phần logo đơn giản trước, chúng ta về vẽ, chúng ta về vẽ trước, và sau đó chúng ta sẽ hình dung được những cái cách và chúng ta sẽ làm như thế nào. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video sau ha. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy nhấn vào biểu tượng đăng ký để theo dõi những video, những cái chia sẻ của mình trong lĩnh vực in ấn và sử dụng Corel. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công trên công việc của mình. Bye bye và xin chào tất cả các chị và các bạn ha.